Những ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, lượng khách đổ về cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh tăng cao đã gây ra tình trạng ùn tắc tại khu vực soi chiếu an ninh. Và theo nhận định thì nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không du lịch sẽ tăng cao dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây. Vì thế, để khắc phục tình trạng thiếu xe, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm việc với các hãng taxi, xe công nghệ nhằm đưa ra nhiều phương án phục vụ hành khách tốt nhất. Qua thống kê, ước tính có khoảng 15% lượng khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sử dụng taxi để di chuyển, khoảng 6.300 lượt taxi đón. Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất có 7.850 đầu xe taxi các loại phục vụ hành khách. Theo dự báo, nếu lượng khách dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay khoảng 60.000 hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, thì cần khoảng 9.000 lượt taxi. Như vậy, dự kiến sẽ thiếu khoảng 1.100 lượt xe để phục vụ hành khách. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các hãng taxi, xe ứng dụng công nghệ ưu tiên tăng số lượng xe vào những ngày cao điểm lễ, phục vụ hành khách như cam kết. Các hãng có phương án điều xe linh hoạt, ưu tiên khu vực sân bay. Bên cạnh đó, sân bay cũng khuyến cáo hành khách chủ động đặt xe trước và di chuyển bằng xe buýt.